Bây giờ thì mình có một cái đoạn mạch như thế này. Bây giờ mình sẽ thí nghiệm á, thì trên người ta có tranh luận một câu hỏi là CP thép mắc trên dây nóng hay dây nguội. Thì ở đây mình có hai cái CP thép này á, nó đang mắc trên dây nóng nè. Còn CP thép này á, thì nó đang mắc trên dây nguội. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ mở cho cái CP này ở vị trí on, và hai cái CP tab này nó cũng ở vị trí on luôn. Anh nhìn xem nha. Cái CP bên phải thì đây bạn thấy đây, nó đang ở vị trí on nè. Đấy. Còn cái CP ngược lại là CP bên đây á, thì nó cũng đang ở vị trí on này, vị trí on đây. Rồi cái CB này nó cũng đang ở vị trí on luôn đó. Thì tại hồi nãy giờ bây giờ á, hồi nãy giờ mình có thí nghiệm á, thì mình làm nhiều cái rồi, bây giờ mới quay. Cái CB này là đang ở bên dây nóng, CB này là đang ở bên dây nguội đấy. Phần dây nóng từ đây đi vô các bạn, đây đây đi vô chính là phần dây nóng nè, tới cái bóng đèn là kết thúc dây nóng, từ bóng đèn đi về chính là dây nguội. Thì bây giờ cái CP này nè, nó đấu ngược đầu, thì các bạn thấy như chúng ta thấy á, cái CP này là nếu mà dây nóng đi vô á thì nó đấu vô đầu này hay là đấu vô đầu này à, rồi cái CP này á thì nó đấu vô đầu này, có nghĩa là cái dây này nè các bạn, dây vàng bên đây nè, nó đấu vô đầu này hay là đấu vô đầu này. Như vậy nó có hai đầu đúng không? Tương tự như vậy, cái dây vàng bên đây thì nó đấu vô cái lỗ này hay đấu vô lỗ này, hai lỗ. Thì như vậy tổng cộng bạn thấy chúng ta có bốn trường hợp xảy ra. Thì hồi nãy giờ mình cũng làm bốn trường hợp rồi, trường hợp nào á, nó cũng làm cho CP bị nhảy chứ. Bạn thấy cái dây màu vàng đây, dây này nè, dây màu vàng này á, là nó sẽ tạo ra chúng ta bị ngắn mạch. Nên clip này á, là bạn xem khi mà ngắn mạch xảy ra thì một trong hai CP này nó sẽ bị nhảy. Mà hồi nãy giờ mình thí nghiệm rồi, cả hai CP đều nhảy các bạn. Như vậy là có thể kết luận rằng á, chúng ta gắn cái CP tép trên dây nóng hay là dây nguội đều được hết. Tại vì gắn trên cái dây nóng hay dây nguội thì nó cũng đều nhảy CP hết. Bây giờ chỉ cần mình bật cái nguồn chỗ kia lên thì cả hai CP này nó sẽ bị nhảy. Đó. Và cái thứ hai là chúng ta đấu vô đầu trên hay đầu dưới. Này, ví dụ này là đầu đầu trên ha, đây là đầu dưới nè, cái đập đòn dây nè, nghĩa là từ đây đi vô đây á, là cái nguồn đi vô của dây nóng nè, nguồn vô dây nóng thì chúng ta đấu vô đầu này hay là đấu vô đầu này đều được hết. Tại nãy mình thử rồi, tổng cộng bốn trường hợp đó, và cả bốn trường hợp đó nó đều nhảy cả hai CP. Đấy. Thì bây giờ mình xin được mạn phép là bật nguồn lên, thì nó sẽ nghe một tiếng bùm, bùm cũng nhỏ thôi, và cả hai CP này nó sẽ nhảy. Tại vì cái đoạn dây này nè, dây vàng này nó tạo ra sự ngắn mạch nè. Ừ, rồi nói chung là mỗi lần mà mình làm ngắn mạch thì cũng nguy hiểm các bạn. Các bạn nên đừng nên thử tại nhà ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lết qua bên kia. Tại ở đây biết sao không, nó toàn là mạch mạch hở không à, nè điện hở nè, đây chỗ này hở nè, chỗ này hở nè các bạn, đó đây cũng vậy nè. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem lướt qua một vòng ha, trước khi chúng ta làm thí nghiệm nha. Đây. Rồi, ok con dê quất luôn. Chuẩn bị để mình đi sang đây ha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bật cái nguồn này lên. Chỗ này nút nguồn các bạn. Này, đây nút nguồn nè. Bây giờ bật lên thì nó là một tiếng bùm nhẹ nhẹ thôi.
và cả hai CP đó nó đều nhảy hết. Rồi, trước khi làm bùm thì mình cho các bạn xem lại là hai CP đó nó đều nằm ở vị trí on hết nha. Cái CP bên phải nó đang nằm ở vị trí on đấy các bạn. Đây, chúng ta đang xem chữ thuận, đúng không? Chữ này thuận nè. Chữ này thuận mà cái này nằm ở trên, nghĩa là on. Rồi. Còn cái CP bên đây á cũng là đang chữ thuận nè. Chữ thuận bên này ha. Đọc được nè. Và nó đang ở vị trí on. Đây là vị trí off nè. Đó. On. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt nguồn cho nó để nó bùm. Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Đây các bạn, nó mới bùm đó. Thì bây giờ mình xin phép được tắt nguồn nha. Nguồn đang mở nè. Đây, hồi nãy là cái nguồn không có sáng đèn phải không? Giờ sáng đèn đã mở rồi đó. Rồi giờ mình tắt nguồn cho chắc cú nha. Để lơ mơ lớn mới mình vừa cầm cái điện thoại mà mình vừa quay nói chuyện, nhiều khi nó khó mình không thấy đường á, nó giật mình luôn á. Bị rồi. Mình tắt nguồn đó thì mình rút dây điện luôn các bạn. Rút luôn cái dây điện cho chắc cú. Rồi. Sau khi rút dây điện thì các bạn thấy cái CP ở bên đây là nó đã về vị trí off rồi à. Hồi nãy nó nằm ở chỗ này. Hồi nãy nó nằm đây, mà bây giờ nó nằm đây rồi à, nó đã về vị trí off rồi, ok. Rồi một cái, còn CP bên kia. Thì cái CP bên kia hồi nãy nó cũng nằm ở vị trí on nè, chữ thuận nè, à, chữ thuận. Thì nãy nằm ở trên đây nè, bây giờ nó đã off rồi. Đây, bạn thấy rõ. On là ở trên và off là ở dưới. Đây. Đang nằm ở dưới tức là đang nằm ở vị trí off, hồi nãy là on. Rồi. Cái này cũng vậy luôn. Nó đang nằm ở vị trí off. Ok, thì giờ các bạn thấy á, mình sẽ xa xa ra ha. Thì các bạn thấy khi mà ngắn mạch xảy ra, cái đoạn dây này là tạo sự ngắn mạch nè. Thì hồi nãy cả hai CP của chúng ta nó đều nằm ở vị trí on. Hai CP test nó đều nằm ở vị trí on. Quốc cái bùm cái hai thằng nó trở về vị trí off hết. Như vậy kết luận điều gì được các bạn? Thì như vậy CP test á, chúng ta mắc ở dây pha hay là dây nóng? À, nhầm, như là dây nóng hay dây nguội đó, dây pha hay dây mát thì đều được hết. Đoạn dây nào cũng đều được hết. Đấy. Và các bạn nhìn xem nha. Thì bây giờ cái clip tiếp theo đó mình sẽ làm một cái thí nghiệm về cái nổ cầu chì. Rồi clip tiếp theo nữa đó mình sẽ cho cái CP này nè, CP chống giật này nè, nó ngắn mạch ha. Thì một chút nữa đó mình sẽ để cái dây vàng này nè, dây vàng này từ đây nè, vàng từ đây là dời qua đây. Khi mà dời dây vàng qua chỗ này á, khi mà chúng ta dời dây vàng qua chỗ này á, thì một trong hai cái cầu chì nó này sẽ bị nổ, và cầu chì bên dây pha nó bị nổ các bạn. Này mình làm nhiều rồi, này gỡ ra cho các bạn xem, nó đang phải lùi rồi.
Nãy giờ mình làm nhiều quá nó nổ đen hồ lùi luôn các bạn. Đó, gắn lại nha. Này. Thì một hồi nữa mình sẽ được chuyển cái dây vàng từ đây qua đây là nó sẽ nổ cục chì này, nổ cục chì bên dây pha ha. Rồi mình chuyển từ dây vàng từ đây từ từ đây qua đây thì nó CB này nè nó sẽ hoạt động ha. Một hồi mà mình chuyển cái dây vàng qua đây các bạn, khi mình chuyển cái vàng qua đây á thì mình chứng minh được điều á là CB nó chỉ bảo vệ cái đoạn mà ở dưới thôi, từ đó dưới xuống thôi, đoạn trên không bảo vệ.